Hello chào anh em, hôm nay tôi xin giới thiệu đến anh em một sản phẩm mới tôi nhập về. Và tôi phải nói là sản phẩm này tôi cực kỳ ưng ý. Vì lý do vì sao cực kỳ ưng ý, vì tôi sẽ cho anh em biết rằng là đây, chiếc iPhone này, theo anh em nhìn thì nó là máy gì? iPhone 6S Plus phiên bản 16GB. Phiên bản này là phiên bản được nhập từ Mỹ anh em nhé. Và vì sao tôi nói ưng ý, vì là iPhone XS Plus thì nó ra cách đây 3 năm rồi, nó sản xuất bắt đầu từ 2015 đến 2016, thì toàn bộ những lô này tôi nhập về là toàn bộ hầu như phiên bản mà sản xuất từ 2016 đến hôm nay 2019, cuối năm 2019 rồi, mà nó còn dùng được khoảng thời gian sử dụng khoảng 3 năm, tầm 3 năm rồi. Thì vì sao tôi nói là cực kỳ ưng ý, vì tôi chọn một lô sản phẩm này như anh em thấy đây. Đây là nó còn máy vỏ mên màn còn zin 100%. Đấy. Nếu như không zin cho anh em đập máy thoải mái. Vì sao tôi nói là zin? Vì toàn bộ này tôi check từng con một, và mỗi một cây qua khâu kiểm nghiệm ạ, qua khâu test ạ thì phải mất đến 20 phút. Như tôi mất, nói chung là một lô này tôi mất gần như một buổi để test máy cho anh em. Đây. Nếu như máy mà vì sao mà đến qua 3 năm sử dụng mà nó còn được cái lô như thế này, vì là lọc hàng trăm con ra mới may ra được vài con như thế này anh em ạ. Vì tôi chấp nhận mua hàng chất, tôi chấp nhận mua hàng chất giá cao, nên để cho anh em những chiếc máy mà an tâm sử dụng nhất, tôi thà bỏ thêm vài trăm nghìn nữa tôi mua chiếc máy giá cao không lên vỏ để bán cho anh em còn hơn là mua chiếc máy rẻ chạy đua với giá, thà mình giảm lợi nhuận của mình còn hơn là mình lừa dối khách hàng. Đấy là mục tiêu mà tôi đang theo đuổi. Như anh em biết đấy, nếu bán hàng chất thì mình có thể tồn tại được mãi mãi, nhưng nếu như mà chạy theo số lượng bán hàng dựng, hàng lên vỏ thì nói chung là cũng bán thì bán giá rẻ đấy, nhưng mà thực ra chỉ bán được cho một khách hàng một trong một thời điểm nào đấy, trong một thời gian nào đấy thôi. Sau một thời gian người nọ đồn người kia thì thương hiệu nó mất, thế nên tôi chạy theo là xây dựng thương hiệu từ điều uy tín nhỏ nhất. Đấy. Như phiên bản đây là phiên bản 16GB, thì đây như anh em thấy đây. Đấy. Như tôi về tôi test toàn bộ màn hình, test main bên trong, test vỏ xem có phải là vỏ này vỏ ngô hay không, có phải vỏ dựng hay không, nhưng tôi test hết rồi. Cam đoan 100% zin hết, nên anh em mua về chỉ việc sử dụng thôi. Và sản phẩm này hiện tại đang bán tại DH Mobile, địa chỉ 197 Hồ Tùng Mậu. Anh em cứ đến địa chỉ đấy thì test máy thoải mái. Và sản phẩm này vì nó ra thời gian quá lâu rồi nên cửa hàng bảo hành cho anh em 3 tháng và bao test 30 ngày, mỗi một đổi một, không lý do không có quay. Anh em cứ mua về dùng thôi, không thích đổi trả vô tư. Sản phẩm hiện tại đang bán với 3.990.000. Đấy, thì anh em yên tâm sử dụng nhé. Và chỉ có tại DH Mobi thôi. Anh em nào mà ở xa tôi ship code cho test máy thoải mái, không vấn đề gì. Và có phiếu bảo hành đàng hoàng cho anh em. Đấy, thì hiện tại số điện thoại của cửa hàng là 0975638883 0715